bạn. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cắm một giỏ hoa để tặng cho người thân của mình. Để thực hiện cái giỏ hoa này, các bạn cần phải có chuẩn bị một số loại hoa, như là ở đây là cô sẽ chỉ các bạn cắm hoa hồng. Các bạn có thể phối hợp thêm hoa lan, hoa ly hoặc là tất bất cứ hoa gì đó mà người mà mình tặng sẽ thích. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các bạn cắm hoa hồng ha. Các bạn chuẩn bị hoa hồng, một ít lá và những cái hoa đệm thêm như là hoa sa lem hoặc thạch thảo để các bạn chen vào giữa. Đồng thời các bạn cần phải có xốp cắm và một cái giỏ như vậy để chúng ta đem đi tặng. Cách thực hiện như sau. Các bạn sẽ chọn một cái hoa thật đẹp. Chúng ta chọn một cái hoa đẹp thẳng, các bạn cắm đi giữa. Cái chiều cao của hoa thì tùy. Ví dụ như các bạn cắm cái giỏ to thì các bạn sẽ cắt cao lên, còn cắt thấp thì các bạn sẽ cắt ngắn xuống. Ở đây mình cắt nó ngắn hơn cái quai của cái giỏ. Chúng ta sẽ cắm ngay giữa một xốp, các bạn cắm xốp. Rồi. Một hoa. Sau đó là các bạn sẽ lấy thêm 5 cái nữa. 5 cái này các bạn sẽ cắt bằng cái hoa này. 5 cái này các bạn sẽ làm thành một cái vòng tròn xung quanh cái hoa đầu tiên và các bạn cắt bằng cái hoa đầu tiên khi đã cắm vào rồi. Đây các bạn cắm như cắt như vậy là được cái tầng thứ hai. Chúng ta sẽ cắt 5 bông hoa giống nhau và bằng nhau như vậy. Đây các bạn sẽ đo hoa nó bằng như vậy, các bạn cắt 5 cái để tạo thành một cái vòng. Thông thường thì cái vòng ở bên trong các bạn sẽ lựa những hoa bốc và vòng bên ngoài chúng ta sẽ lựa những hoa nở to hơn. Các bạn sẽ cắm. Cái vòng này nó sẽ thấp hơn cái hoa đầu tiên một tí xíu. Và các bạn cắm 5 cái hoa này chung quanh cái hoa đầu tiên. Kiểu này chúng ta gọi là kiểu bán cầu, nghĩa là nửa vòng tròn, cho nên các bạn hãy cắm thêm tròn. Đây, 5 cái hoa cũng đều như vậy thì chúng ta đã được một tầng tròn. Sau đó các bạn sẽ lấy hoa đệm. Ở đây thì mình sử dụng thạch thảo, các bạn có thể sử dụng hoa sa lem hoặc là hoa bi, tùy thích. Chúng ta cũng sẽ cắt 5 nhánh bằng với 5 nhánh hoa hồng lúc nãy chúng ta cắm xen kẽ vào khoảng trống giữa 5 cái bông hồng đó. Đó các bạn nhớ là cũng cắt bằng như vậy. Như vậy là hơi cao, chúng ta cắt ngắn xuống một tí thì khi mình cắm vào nó sẽ nằm trong giới hạn này. Và các bạn cắt 5 nhánh bằng nhau. Rồi, 5 nhánh này các bạn sẽ cắm xen kẽ vào. Nếu như các bạn muốn nổi tông lên, các bạn sử dụng hoa màu vàng mình cắm vô, còn ở đây màu tím thì nó sẽ tông hơn, hồng với tím thì nó cùng tông với nhau. Rồi sau đó các bạn cắm thêm một lớp nữa, cũng 5 nhánh. Vậy chúng ta sẽ cắm thêm một vòng nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã thực hiện được một cái vòng và một cái tầng hoa. Cứ thế các bạn cắm, chúng ta cắm khoảng 5 vòng như vậy và nó thấp dần 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 xuống sẽ tạo thành cái hình bán cầu. Bây giờ chúng ta tiếp theo 5 bông nữa. Và 5 cái bông của lớp này nó sẽ thấp hơn. Khi mình đo từ xốp đo lên thì nó sẽ bằng cái hoa này. Thì chúng ta cắt như vậy. Đó, chúng ta đo sẽ bằng. Thì khi mình cắm nó sẽ thấp hơn một tí xíu là được như vậy. Và các bạn cắm vào khoảng cách giữa hai cái hoa hồng ở trên tạo thành cái tầng dưới, nó gọi là xen kẽ. Đừng cắt quá dài, chúng ta cắt vừa đủ để cắm. Khi các bạn cắt dài quá các bạn cố tình ấn xuống hút thì nó sẽ làm gãy hoa. Rồi, cái hoa thứ hai đây. Chúng ta xen kẽ vào giữa hai cái hoa trên và thấp hơn khoảng 1-2cm. Mình cắm nghiêng một góc khoảng 15 độ.
cái hoa tầng dưới này các bạn lựa những cái hoa nó nở hơn tầng trên một chút, nó to hơn hoa tầng trên. Khi các bạn cắm như vậy thì chúng ta được một cái tầng hoa nữa, sau đó sẽ tiếp tục cắm hoa thạch thảo cũng y như ở trên vậy, các bạn sẽ cắm thành tạo thành một vòng tiếp theo và cũng cắt 5 nhánh. Như vậy là được thêm một tầng nữa. Rồi các bạn cứ tiếp tục thực hiện thêm một tầng nữa. Và chúng ta cắm khoảng 4 hoặc 5 tầng là được. Cắm cái tròn được. Rồi tiếp theo. Tiếp theo 5 hoa nữa. Cái tầng này các bạn sẽ cắm thấp hơn cái tầng thứ 2, tầng thứ 3 thấp hơn chí, tầng thứ 4 và tầng thứ 5 ngang bằng mặt. Cũng tạo góc nghiêng, nó xòe ra. Cũng 5 hoa giống như dòng trên vậy, nó sẽ tạo. Rồi, như vậy là các bạn đã hoàn tất được một cái lẵng hoa mà để chúng ta có thể đem tặng cho người thân. Cô có thể gợi ý cho các bạn một số các loại hoa để các bạn tặng. Nhiều khi các bạn muốn tặng mà không biết phải tặng hoa gì. Hoa hồng thì các bạn có thể tặng cho người yêu. Để tặng cho bạn thì các bạn có thể mua hoa cẩm chướng. Tặng cho mẹ thì các bạn có thể mua hoa lan. Tặng cho vợ thì các bạn mua hoa ly, gọi là hoa bách hợp. Còn tùy vào sở thích, ví dụ như mẹ mình thích hoa hồng thì các bạn vẫn có thể tặng hoa hồng được, tùy theo sở thích. Nhưng lúc nãy cô hướng dẫn là cái ý nghĩa của từng loại hoa để mình tặng. Chúc các bạn thành công và chúc các bạn sẽ thực hiện được những cái giỏ hoa xinh xắn như vậy để tặng cho người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.